Essay 17. Tiểu luận 17. My birthday. Sinh nhật của tôi. I will be 10 next month. Tôi sẽ lên 10 vào tháng tới. My birthday is on the 16th of August. Sinh nhật của tôi là vào ngày 16 tháng 8. I am going to have a birthday party at home. Tôi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà. We are sending out invitation cards next week. Chúng tôi sẽ gửi thiệp mời vào tuần tới. We are inviting 15 people. Chúng tôi đang mời 15 người. Not all of them will be able to come. Không phải tất cả trong số họ sẽ có thể đến. There will probably be 12 of us at the party. Có lẽ sẽ có 12 người chúng tôi ở bữa tiệc. My Aunt Liz is going to bake a birthday cake for me. Dì Liz của tôi sẽ nướng bánh sinh nhật cho tôi. It will be a chocolate cake with chocolate icing. Nó sẽ là một chiếc bánh sô-cô-la với kem sô-cô-la. I do not like fruit cake. Tôi không thích bánh trái cây. The cake will have 10 candles on it. Chiếc bánh sẽ có 10 ngọn nến trên đó. My mother will light them after tea. Mẹ tôi sẽ thắp chúng sau khi uống trà. Then I will blow them out and I will make a wish. Sau đó tôi sẽ thổi chúng ra và ước. We will play a few games at the party. Chúng ta sẽ chơi một vài trò chơi trong bữa tiệc. Then we are going to watch some videos. Sau đó chúng ta sẽ xem một số video. We will all be very happy. Tất cả chúng ta sẽ rất hạnh phúc.